em là người con gái anh đã yêu rất nhiều. Chắc em cũng biết điều đó phải không? Sau bao sóng gió ta đã vượt qua, anh tự hạnh phúc đã đến với mình. Anh tưởng không thể anh có gì thay, nào cuộc sống không cho ta trọn vẹn ước mơ. Khi tình yêu không còn như xưa, con người cũng có thay đổi cách gì. Và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi sao? Anh là người thương mây trong danh sách những người em yêu. Em hãy nói thật đi, trong em anh ngờ vì chỉ bao nhiêu. Ôi nhiều lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.